hát bài bà. Leo leo nào, hát nào, cô chi cô chi. Nhảy ra. Nhảy ra. Nhảy ra. Nhảy ra. Bấm nữa. Không. Mẹ được rồi. Nào hát đi nào, leo. Leo leo leo. Leo leo leo. Leo leo leo. Leo leo leo. Em hát đi nào. Em múa hát dưới trăng. Nào. Em múa hát dưới trăng. Trăng sáng à. Trăng sáng ơi. Em hát cười. Em hát cười. Trăng múa hát trăng cũng cười. Cả trăng múa có chú heo con. Một tin keo qua. Giỏi nào, ăn suốt ngày. Mồm ba. Chú heo ơi. Sao? Làm miếng quá. Em biết rồi. Em biết được. Em biết rồi không được như thế đâu. Em làm miếng. Con sẽ cười. Để bạn đẹp. Thế này thôi, để bạn đẹp đừng có chê cười. Để bạn đẹp đừng có chê cười đấy con heo. Người leo lên ộc ộc có ru hía con ôi kìa bài dài thế mà nói hả 30 bài bác ạ à. Phải đến 30 bài bài nào cũng không như thế thế thì đi học này nói con nhá hát bài đi học về bạn ki cọc kè cà ki cọc kè kem cao ca kẹ như thế hết cơ bà giỏi đấy nó phải thuộc bằng tao là hát hết Xuân Lai bài gì chị biết Xuân Lai bài nào nó cũng thuộc bạn nó là từ giỏi đấy đấy nó hát được nhiều đấy vâng đang bắt trước mẹ hát đi giỏi đấy em muốn hát dưới trăng đi giỏi đấy nhà bảo Ngọc nói mà đi học thì thuộc nhiều lắm vâng cháu cũng có khiếu đấy bạn nếu mà đi học mà cô giáo dạy thì còn thuộc nữa túi đi em cào cào nhá cào10 thôi nhưng mà mình cứ đếm thôi đó biết mà nó đếm không ạ? Nhưng mà mỗi tuổi đọc 28 29 20. Chưa. Vâng. Chờ mi đánh nhá. Không còn đọc cùng anh nữa cơ. Một bài tích chờ, một bài tích chờ. Thế thì cho nó sớm sớm này. Chơi bà. Em bảo chắc chỉ khoảng 4 tuổi mới học tiếng Anh. Chơi bà. Em nhận. Chơi bà. Chị ơi. Không lên gác. Nào cho đi chắc trong này. Khéo chắc là cô và nhảy. Này vào Bảo Ngọc ơi, vào hát với cô này, vào hát với cô Chi này. Vào hát với cô Chi với lại cô Thanh này. Này. Anh Hải có gì này? Giỏi, anh Hải giấu ngủ. Cái tầm này nó nhận biết nhanh ấy. Trời ơi, em đi cái tầm này. Mà cho nó đi học là ôi kìa, ôi đổ đây lâu thế rồi, chết mất mày. Trời ơi, nước gì đấy? Nước coca, nước trà, nước chứ bà. Ôi, mai bà cháu gội đầu. Chết, con này mắt để đâu mà để đổ đây này. Thế ngươi gì vào đấy cái khăn thế nào? Ai nhỉ? Huyền nè. Chị Huyền. Huyền này. Chị Huyền về rồi anh kia nào? Chị về rồi anh ạ, rồi em chẳng nhìn ra ai cả. Mắt thì cần. Mắt thì cần. Còn 2 phút. Ừ, tại thế bây giờ